Vậy là bên anh đã đặt cọc xong khu đất đó rồi hả? Đúng rồi, đặt cọc xong hết rồi. Vậy sao em thấy anh không vui gì hết vậy? Hay là vì thằng nhóc Nguyễn Trọng Chính? Sao em biết tên con anh? Thì em có theo dõi Facebook của bà Mỹ, thấy bà cứ úp hình khoe cháu ngoại của bà. Em nghe cái tên Nguyễn Trọng Chính, thiệt sự là không biết là con của Nguyễn Trọng Nhân hay là Nguyễn Trọng Nghĩa. Thường thì người ta nói chính nhân quân tử, có khi nào người đặt tên có ý nhắn nhủ gì không? Em nói vậy là sao? Em có nghe nói thằng nhỏ sinh sớm mà nhìn nó cứng cáp dữ lắm, không biết là có phải sinh non hay không nữa. Hồi trước em cũng từng nói với anh rồi, là từng thấy Nghĩa và Hương đi vô bệnh viện mà. Có khi nào dẫn Hương đi khám thai không? Hình như lúc trước thằng Nghĩa và Hương cũng từng đi Đà Lạt cùng một lúc. Không lẽ nào... Ông bà ta hay có câu tình cũ không rượu cũng tới, không phải là không có lý do đâu. Huống hồ gì vừa rồi Hương đã bẫy anh để cho tên Nghĩa kia thoát tội mà. Rõ ràng cô đã coi trọng tên Nghĩa nên mới làm như vậy. Chứ đã là vợ chồng, là cha của con trai mình, mà ai lại đi giặt áo cho người xem lưng như vậy? Anh muốn biết có phải con anh hay không thì anh đi xét nghiệm ADN là biết mà. Thà anh cẩn thận còn hơn nuôi con tu hú đó. Wow, là món cá kho, món anh thích nè. Anh ăn đi. Thôi được em rồi, để anh. Không biết để sao anh mấy bữa nay em ăn cay em thấy khó chịu trong người. Em có thèm ngọt không à? Món này là em nói chị Phượng nấu riêng cho anh đó. Chắc là do em mang thai nên khẩu vị thay đổi nhiều. Nhiều người cũng vậy thôi anh. À, chị Phượng. Dạ. Em không có ăn cơm, chị múc cho em chén chè đi. Có gì em ăn sau cũng được nha. Dạ. Thằng Nghĩa nó không ăn cay, nó thích ăn ngọt mà. Không lẽ thằng Nghĩa mới là cha của bé Chính? Em nói cũng đúng. Dạ. Anh cứ lấy tóc của thằng nhỏ và anh đi tới trung tâm xét nghiệm ADN An Gia. Bên đó rất uy tín và bảo mật thông tin cho mình. Chứ nếu để tuồn ra ngoài thì không hay đâu. Chấm sức tôi, tôi sẽ cho cô phải trả giá đắt. Em vẫn chưa tha thứ cho anh sao? Sở dĩ tôi không nói cho mẹ biết là vì tôi không muốn mẹ lo lắng. Tôi đã từng nói với anh là dì con, tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng. Nếu anh vẫn không thay đổi thì mình sẽ ly hôn. Cảm ơn em nhiều lắm. Anh nhất định sẽ không làm cho em thất vọng đâu. Bây giờ anh về công ty làm việc nha. Bắt đầu muốn ly hôn để chuẩn bị cho gia đình đoàn tụ sao? Cô đừng có mơ.
Thử thách cuộc đời 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình 901, xem lại độc quyền trên THVLI.